Người đâu? Cố lên! 21 hay sao ấy? Cố lên! Và ngay lúc này thì trận đấu giữa Francis cũng như Sởn 6 chính thức bắt đầu sau hồi còi nổi lên chính thức của trọng tài chính Nguyễn Minh Tiến. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Francis, người đang đứng trước bóng là Văn Long, đội trưởng. Chờ đợi Văn Long. Như vậy là chuyền thẳng mặt luôn. Quốc Doanh đã giành nguy thành công. Về tấm vé chơi trận chung kết đối với Francis dành cho Sởn 6. Đập thẳng về đáy. Cố ơi! Tương đối nguy hiểm. Tình huống sắc nét. Nguy hiểm. Bình Tà Lô cần phải xử lý an toàn cho tình huống này. Rồi Tiệp Châu xử lý an toàn. Tình huống đá phạt của Đức Huy. Check về phía cánh trái hướng dẫn công của Friendship. Sút thẳng luôn đến Đức Huy. Bóng ngay lập tức bị phá ra khu vực nguy hiểm. Bình Tà Lô chính diện khung thành. Cố quá nhanh, rất đơn giản, vẫn là Đức Huy. Pha dứt điểm đã không cho Viết Phùng bất kỳ một cơ hội cản phá nào. Quá gần, chỉ khoảng hơn 5m thôi và pha ra chân phải của Đức Huy vẫn nguy hiểm như trận trước. Nó đã mang về lợi thế vừa lên dẫn trước dành cho Friendship và bây giờ khó khăn dành cho Sởn 6. Thiếu vắng Quốc Doanh, thực sự khung thành của họ ngay lập tức bị hơi vội vàng. Huấn luyện viên của bên phía Sởn 6 đang khuyến khích cầu thủ của mình cần có những tình huống chơi chậm thôi. Năm tranh chấp với nhau, Bình Tà Lô và Ngọc Quang. Nhưng bây giờ quyền kiểm soát trái bóng đã thuộc về các cầu thủ Friendship. Vấp bóng rất may mắn dành cho Sởn 6. Quả đấy mà Friendship di được bóng lên sẽ một tình huống nguy hiểm. Trường Sơn. Trường Sơn qua được Văn Hoàng. Vẫn là Trường Sơn, rất hay. Cơ hội, dứt điểm, không được. Mạnh Tùng. Pha dứt điểm của Mạnh Tùng thì đi trúng hậu vệ của Sởn 6. Rất gần. Cự ly tương tự như pha dứt điểm của Đức Huy. Nhưng lần này thì Mạnh Tùng không thành công. Chắc nước là các bạn đổi với Bình cho mình thì tính hộ một chút. Bây giờ là treo bóng đến từ các cầu thủ Friendship. Vẫn là Mạnh Tùng. Đỡ quá ngọt. Đức Huy xoay xuống. Vẫn là Đức Huy. Ngã luôn. Thật sự rất hay. Bây giờ là Sởn 6 đưa bóng vào. Không qua được Hiếu Đen. Hiếu Đen can thiệp rất kịp thời ở bên phía cánh trái, suy vào. Di vào để cản phá ngay trước mặt khung thành của Hiệp Châu. Ngay lập tức là tình huống bắn luôn đến từ Văn Hoàng. Nhất Giang. Rất thoáng, cột 2, không, không về đáy. Đưa bóng vào. Cơ ơi, không được. Trung Kiên dứt điểm bằng chân trái không thành công và ngay lập tức đây là cơ ơi. Rất nguy hiểm. Chuyển đổi trạng thái quá nhanh đến từ Friendship. Rất miệt mài. Bây giờ là Nhất Giang. Dứt điểm. Rất lực Nhất Giang. Pha bóng này thì nó rõ rệt hơn dành cho Sởn 6. 19 là gì? Văn Xuân. Ở hiệp 1 thì Nhất Giang và Trung Kiên liên tục thực hiện những tình huống vụt. Những pha vụt tương đối lực. Lại Đức Huy. Thôi rồi, không được. Không được. Rất hay. Trung Kiên đã xoay vào giữa. Rất tốt. Vẫn là bóng dành cho Sởn 6. Không được. Pha bóng chạm nhịp cuối cùng của Đức Sơn lại không ok. Và đây, Đức Huy. Ý tưởng treo bóng dành cho người đồng đội băng lên Bình Tà Lô. Nhưng đã không chính xác. Phan Xuân. Phan Xuân đi tiếp. Dứt điểm luôn lên đi Phan Xuân, rất nhanh. Rất chiến. Không nghĩ nhiều. Thừa bóng tương đối ổn. Và đây Ngọc Quang. Đức Sơn. 1-2. Tuyệt vời. Cơ hội. Ý tưởng đưa về cột 2. Đức Huy. Pha bóng này dành cho Friendship.
vẫn là Đức Huy. Văn Long đưa bóng vào, không được. Theo bài đến từ Tiến Việt, tác đội trưởng Văn Long. Quá hay, Bình Tà Lô. Bình Tà Lô không được, nhưng đây vẫn sẽ là góc. Đức Sơn nguy hiểm, chơi bóng quá thiếu tập trung đến từ Đức Sơn. Và đây, không vào. May mắn bóng chạm chân cầu thủ phòng ngự của Sưởng 6, nhưng đây vẫn là Friendship. Văn Long, Đức Huy, cầu vào. Không dứt điểm luôn đến từ Đức Huy mà đưa về cột 2 dành cho Hiếu Đen. Và việc của Hiếu Đen thì dễ dàng hơn quá quá nhiều trong tình huống vừa rồi. Đẹp lòng nhẹ nhàng dứt điểm và hạ gục Viết Phùng. Bây giờ tỷ số đã là 2-0 dành cho Friendship. Cơ hội vẫn còn. Ngọc Quang, Ngọc Quang làm lại lần sau vậy. Tình huống vụt của Ngọc Quang, bóng chạm chân cầu thủ phòng ngự của Friendship. Cú sút có thể nói tương đối lực của Ngọc Quang. Thường thì Ngọc Quang vụt bằng cái chân trái thì bóng đi nhẹ, nhưng quả vừa rồi lực tốt. Bây giờ là Ngọc Quang. Các cầu thủ đội bạn đọc bài luôn. Ngọc Quang chân trái. Đức Huy, Đức Huy quan thiệt thành công. Và đây là cơ hội rất rõ rệt. Đức Huy không vào. Đáng tiếc quá. Rất đáng tiếc rồi Đức Huy. Dứt điểm chân chóe quá hiền, không qua được Tiệp Châu. Cơ hội gọi nó là ngàn vàng của Sưởng 6 nhưng mà họ không tận dụng được. Ngọc Quang, Ngọc Quang dứt điểm luôn. Và đó là pha quăng chân trái nối đến từ Ngọc Thắng. Vẫn tiếp tục phải làm lại. Tiến Việt rất thoáng. Tiến Việt như vậy là về đáy dành cho Đức Huy. Đức Huy được bóng vào. Đức Huy vẫn như thế, phong cách quá quen thuộc. Nằm lòng đến từ Đức Huy, tự làm và tự ăn, độc lập tác chiến. Một pha dứt điểm mà mình cũng không nghĩ được là Đức Huy có thể đưa bóng vào lưới của Viết Phùng. Đưa bóng vào thôi nhưng mà xuyên khe thủ môn. Và bây giờ là 3-0. Đức Huy đã đặt dấu chấm hết dành cho Sưởng 6 trong trận chung kết này rồi. Trận trước thi đấu tuyệt hay nhưng mà trận này cũng không kém phần cháy bỏng. Quá nhiều. Rất buồn cười đến cầu thủ số 15 tên là Cảnh. Không biết tên đệm của bạn là gì. Và ngay lúc này thì trọng tài Tiến Nhiều Đông đã đổi hồi còi kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức của trận chung kết Cúp C1 Giải Kiến Trúc Hà Đông mở rộng năm 2023.